Sức khỏe của bạn gái Quang Hải ra sao sau khi nhập viện cấp cứu? Tình hình sức khỏe của bạn gái Quang Hải sau nhập viện khiến dân tình quan tâm. Tối ngày 6 tháng 7, trên khắp diễn đàn mạng xã hội đăng tải hình ảnh được cho là Chu Thanh Huyền, bạn gái Quang Hải nhập viện với gương mặt mệt mỏi. Ngay khi biết tin, đã liên hệ với Chu Thanh Huyền nhưng điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Sáng ngày 7 tháng 7, đã liên lạc lại với Chu Thanh Huyền. Bạn gái Quang Hải hiện đã tỉnh nhưng qua giọng nói có thể thấy cô vẫn mệt mỏi. Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại sau khi trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh nhập viện, Chu Thanh Huyền từ chối trả lời với lý do giờ mình đang bận. Theo xác nhận từ chị Lê Gia Hát, một người chị của Chu Thanh Huyền cho biết, khoảng 4 giờ chiều ngày 6 tháng 7, Chu Thanh Huyền đã uống thuốc ngủ. Người chị này cũng nhận được tin nhắn với nội dung tiêu cực từ Chu Thanh Huyền rằng, nếu em có đi thì chị hãy cứ sống tốt và mạnh mẽ lên. Đừng để người khác lợi dụng, chia sẻ với báo Công Thương. Sau đó người này đã gọi điện cho mẹ Chu Thanh Huyền đến kiểm tra nhưng cô khóa cửa nhốt mình bên trong. Sau đó phải nhờ bảo vệ lên phá cửa mới vào được. Chu Thanh Huyền trong trạng thái ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Phía người thân chia sẻ nguyên nhân dẫn đến việc Chu Thanh Huyền có ý định quyên sinh là do áp lực từ dư luận. Trước đó, Chu Thanh Huyền đã nhắn tin tâm sự với chị Hát với nội dung, mấy ngày qua thực sự là khủng nhất trong cuộc đời em. Em thấy thật đáng sợ chị à, em bị dồn đến bước đường cùng và không muốn sống nữa. Giờ em mệt mỏi quá chị à, không cố gắng thêm được chút nào nữa, theo báo Công Thương. Hiện tại, tình hình sức khỏe của Chu Thanh Huyền đang được khán giả quan tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.